Lừa khỉ ăn ớt. Trên đời này ai sướng bằng ta, trái ngon gì cũng từng được nếm qua. Ôi chao, những quả táo ngon làm sao. À! Này, con vẹt kia, ai cho phép ngươi ăn táo của ta hả? Anh khỉ đấy à? Sao lại là táo của anh chứ? Khu rừng này là của chung tất cả các loài muôn thú cơ mà. Chung là chung thế nào? Tất cả những cây táo ở đây đều thuộc quyền sở hữu của ta. Làm gì có ai dám xâm phạm cơ chứ? Người mau cút đi, kẻo ta lấy đá ném chết bây giờ. Đúng là hống hách, mình phải dạy cho hắn một bài học mới được. Ấy, anh đừng nóng, tôi đi ngay bây giờ đây. Nhưng anh khỉ này, tôi có thắc mắc muốn hỏi anh. Có thắc mắc gì thì ngươi mau nói đi. Anh chắc đã từng được ăn nhiều loại hoa quả lắm nhỉ? Đương nhiên rồi, trái ngon trái ngọt trên đời ta đây đều đã nếm thử cả rồi. Ồ, thế thì tôi tìm đúng người rồi. Chả là sáng nay tôi có bay qua một khu vườn có rất nhiều thứ quả đỏ mọng, dài mà không biết đó là quả gì nên không dám ăn. Tôi muốn hỏi anh xem liệu anh có biết không? Cái gì? Quả đỏ mọng, dài à? Đúng rồi, hình giống như vầng trăng khuyết ấy. Á chà, loại quả quý đấy. Ta chưa từng được ăn loại quả nào như thế cả. Mau chỉ cho ta chỗ khu vườn ấy đi. Nhưng anh phải hứa cho tôi ăn táo thoải mái nếu tôi chỉ cho anh chỗ đó nhé. Được, nhưng nếu không có loại quả như thế thì ngươi tính sao? Thì tôi hứa sẽ không bao giờ bén mảng đến đây ăn táo của anh nữa. Đấy, anh đi thêm chút nữa là tới thôi. Quả đỏ thế này thì phải ngon ngọt lắm đây. Anh cứ để tôi ăn thử trước cho chắc nhé. Không được, ta phải là người thử các loại quả ngon đầu tiên. Anh đã nói vậy thì tôi đâu dám giành phần của anh. Mời anh ăn trước. Cay quá. Đồ con vạc láo, dám lừa ta, ngươi mà quay lại sẽ biết tay ta. Đáng đời đồ tham lam dốt nát, đáng đời đồ tham lam dốt nát. Con rắn vàng. Ây trời ơi, thời tiết cứ hạn hán kéo dài như thế này thì cả làng chết đói hết mất thôi. Đất rắn như đinh thế này, cuốc đến bao giờ cho xong? Cái gì thế nhỉ? Trời, ở đây có một hang rắn, con rắn mới to làm sao? Phải đi nhờ người chuyên bắt rắn tới bắt giúp mới được, lại chẳng được một bữa chả rắn ngon tuyệt à. Chết mà không được, con rắn to thế, khéo là rắn thiên cũng nên. Không phải tự nhiên mà nó lại làm tổ ở ruộng nhà mình. Nhỡ nó là rắn thần thì sao? Mô Phật, con lại thần rắn. Đa tạ thần rắn đã ngày đêm cai quản ruộng nương đất đai cho gia đình con. Từ nay hàng ngày con xin được dâng chút lễ mọn để tỏ lòng thành kính với ngài. Mong ngài đừng từ chối ạ. Xin thần rắn phù hộ cho trời bớt hạn hán khô hanh, để con còn cày cấy lấy cái nuôi gia đình ạ. Miếng thịt biến mất, thần rắn đã hưởng nó rồi. Ôi, ắt là ngài linh thiêng lắm đây. Con lại thần rắn, xin ngài chứng giám cho lòng thành của con. Ông làm cái gì mà sớm nào ra đồng cũng mang theo đồ đi thắp hương vậy? Cái ụ đất có con rắn thì cũng là bình thường thôi, chứ thần với thánh gì. Tiền còn chẳng có mà ăn, lại còn đi cúng với chẳng bái. Cái bà này, phỉ phui cái mồm, đừng có ăn nói linh tinh mà thần phạt cho đấy. Đi nhanh nào. Ôi, cái gì thế kia? Ôi, thần rắn, ngài linh thiên bố thí cho vợ chồng con phải không ạ? Bà thấy chưa, tôi nói có sai không? Ôi, tôi thấy rồi, 1 đồng vàng sáng chói. Còn lại thần rắn, đội ơn ngài đã thương xót, con sẽ không bao giờ quên ơn ngài đâu. Tôi ra đồng đây bà nói nhé. Này ông mang thêm cả cá với chim này ra cúng thần nữa. Tôi chuẩn bị sẵn cả đấy. Phải cúng tiếng lễ đạt đầy đủ thì ngày nào thần mới cho vợ chồng ta 1 đồng vàng chứ. Ừ, được rồi. Nhớ cất tiền cẩn thận mang về cho tôi nha. Sáu, bảy, tám, chín. Đúng là đếm tiền có khác, đếm mãi chẳng chán ông nhỉ. Nếu như thế này, từ giờ đến cuối năm là ta có những 260 đồng vàng cơ đấy. Tha hồ mà xây nhà tẩu ruộng. Nhờ cái phúc nhà mình nó lớn mới được thế. Sáng mai tôi phải đi ăn dỗ bên kia sông, phải đi sớm. Bà nhớ dậy sớm, chuẩn bị đồ lễ mang ra đồng cho thần rắn nha. Biết rồi, ông đừng có lo. Cái hang rắn này ắt là có nhiều vàng lắm. Mỗi ngày chờ 1 đồng vàng thì lâu quá, bao giờ mới vào được. Chi bằng ta đập luôn nó đi, giết chết con rắn, lấy cả mẻ cho nhanh. Nó chết rồi đây, phải bới kỹ, lấy bằng hết, không bỏ sót đồng nào mới được. Cô gái vàng và người đàn bà da đen. Ngày xưa, tại ngôi làng Aza có một người thợ rèn nghèo khó. Dù làm lụng vất vả quanh năm, nhưng cuộc sống của gia đình anh vẫn vô cùng túng quẫn. Anh à, nhà chúng ta chẳng còn gì để ăn nữa rồi. Để anh mang ít đồ ra chợ bán xem sao. Cả một ngày trời, người thợ rèn vẫn không bán được một món đồ nào cả. Mình thật là vô dụng. Mình còn sống trên đời này làm gì nữa đây? Chi bằng chết quách đi cho rồi. Này anh thợ rèn, anh đừng nói những lời như thế. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Bà không biết đấy thôi. Cả tuần nay vợ tôi đã phải nhịn đói rồi. Vậy mà tôi vẫn không kiếm được chút tiền nào cả. Ta sẽ cho anh số vàng này, với điều kiện anh phải trả lại cho ta thứ mà anh vẫn chưa biết là đã có nó. Thứ mà tôi chưa biết là đã có nó ư? Đúng thế. Anh có đồng ý không? Nhà mình thì có gì đáng giá đâu cơ chứ. Được, tôi đồng ý. Em ơi, anh vừa kiếm được rất nhiều vàng này. Anh kiếm được ở đâu thế? Chuyện ly kỳ lắm. Từ từ rồi anh kể. Sáng nay em đã định nói với anh, em có thai rồi. Em cứ lo là chúng ta cứ nghĩ về con. Sao? Em đã có thai ư? Thứ mà anh chưa biết là đã có nó. Bà ta muốn con của ta sao? Sau đó người vợ đã sinh được một bé gái vô cùng xinh xắn, tên là Arina. Bé gái có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Cô bé càng lớn, ba mẹ cô càng lo lắng vì lời hứa với người đàn bà năm xưa. Con bé đã 5 tuổi rồi, liệu bà ta có đến bắt con mình không anh? Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con em à. Hãy ngủ đi nhé, hai vợ chồng tội nghiệp. Từ bây giờ, con sẽ ở với ta. Người phụ nữ đưa cô bé đến một vùng đất xa xôi và nuôi dưỡng cô bé rất cẩn thận. Thời gian thấm thoát trôi qua, Arina đã trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Mình sẽ làm bánh táo, chắc mẹ sẽ rất thích đây. Mẹ về rồi đấy ạ. Con đang làm bánh táo, mẹ chờ con một lát nhé. Arina, ta có chuyện muốn nói với con. Arina, con đã tròn 17 tuổi rồi, đã đến lúc mẹ phải để con ra đi rồi. Sao? Mẹ muốn đuổi con đi ư? Không, chỉ là ta không thể để con ở lại đây. Con phải có cuộc sống của riêng con. Nhưng con biết đi đâu bây giờ? Hãy cứ đi theo trái tim mình con à, rồi con sẽ được hạnh phúc. Nhưng có một điều mẹ cần con hứa. Điều gì hả mẹ? Cho dù có xảy ra chuyện gì, con cũng không được nói ra con đến từ nơi này. Nếu không, mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào hả mẹ? Mẹ sẽ bị giết chết. Thế là Arina đã rời khỏi căn nhà của người phụ nữ da đen. Ta xin lỗi đã làm nàng sợ. Ta là vua của đất nước này. Còn nàng từ đâu tới? Tôi ở xa lắm. Tôi không nhớ mình đi hướng nào tới đây nữa. Vậy thì nàng định đi đâu? Ta có thể đưa nàng đến đó. Tôi cũng chưa biết nữa thưa ngài. Nhà vua nhanh chóng bị vẻ dịu dàng của Arina chinh phục. Vua liền quyết định đưa nàng về hoàng cung. Dù không biết được gốc gác của Arina, nhưng nhà vua vẫn cưới nàng làm hoàng hậu. Một năm sau, nàng hạ sinh một bé trai cũng có mái tóc vàng óng ả, và sóng gió bắt đầu ập tới. Muôn tâu hoàng thượng, trẻ em mất tích trong thành đang ngày một tăng lên ạ. Đã điều tra ra manh mối gì chưa? Chúng thần đã gấp rút điều tra, nhưng vẫn chưa có manh mối gì khả quan ạ. Thưa hoàng thượng, hoàng tử mất tích rồi. Sao? Mất tích từ khi nào? Khi thần vào phòng của hoàng hậu thì thấy hoàng tử đã mất tích. Còn hoàng hậu nằm cạnh giường của hoàng tử. Trên tay và trên mặt vẫn còn dính máu ạ. Hoàng hậu Arina đúng là phù thủy độc ác. Chính con mình cũng không tha. Tự nhiên hoàng thượng lại lấy một cô gái không rõ từ đâu đến. Ngay từ đầu ai cũng thấy kỳ lạ rồi. Arina, ta biết nàng không phải là thủ phạm, nhưng nàng chưa bao giờ nói cho ta biết xuất thân của mình cả. Thiếp không thể thưa hoàng thượng. Nếu không giữ lời, sẽ có người phải đau khổ. Đúng là lời lẽ xảo biện của phù thủy. Hãy xử tội mụ ta đi. Arina, nếu nàng không nói ra, ta bắt buộc phải xử tội nàng đấy. Thiếp không thể nói, thưa hoàng thượng. Arina cương quyết không nói. Nhà vua đành phải ra lệnh xử tội nàng, dù trong lòng vô cùng đau khổ. Dừng lại, hoàng tử đang ở đây. Ta chính là tiên trên trời. Vì trót để lộ bí mật của cõi trời, nên bị đày xuống đây chịu tội. Ta phải tìm được một người chịu vì ta mà giữ bí mật đến cùng. Có như vậy ta mới được trở về trời. Là thật sao? Arina, con của con và của những người dân ở đây đều còn sống khỏe mạnh. Ôi, con của chúng tôi còn sống. Tạ ơn trời đất. Ta xin lỗi con nhiều lắm. Không sao đâu mẹ ạ. Hãy trở về với ba mẹ ruột của con nhé. Họ thương nhớ con lắm đấy. Arina tìm về với ba mẹ ruột của mình và đón họ vào hoàng cung. Từ đó, họ có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Hai chị em đồng nát. Ai sách báo cũ đổi bán không? Ai sách báo cũ đổi bán nào? Lúa ơi. Chị Hồng, chưa mua được cái gì à? Ra đây, chị để chỗ sách này cho. Vừa mua được khách quen đấy. Dạ. Thôi chị à, mãi chị mới mua được, em không lấy đâu. Cô làm sao đấy, lấy đi, xe chị đầy rồi đây này. Thôi chị à, em đi rao chỗ khác kiểu gì chả có khách. Còn bé này, chị để cho cô là chị cũng lấy tiền chứ chị có cho không đâu. Chị, chỗ này 10 kg, cô đưa chị 40.000 là được rồi. 40.000 sao được? Em gửi chị 60.000 nha. Kìa chị, em không nhận đâu. Thế này đi, không tranh cãi nữa. Thôi, chị thấy cũng được rồi. Hai chị em mình về nhập cho đại lý rồi chiều đi tiếp. Dạ được, chị em mình đi thôi. Trời ơi, có sao không? Ui da, đau quá. Trầy hết chân rồi đây này. Chị có miếng dán này, để chị dán lại cho. Cướp, bà con ơi, cướp. Mình biết con hẻm này, nó là con hẻm cục. Cướp, bà con ơi, cướp. Chắc chắn hắn sẽ lộn lại đầu kia, mình sẽ chặn đầu này. Trời ơi, mụ ta thật là gán đi mà. Đồ lì lợm, có bỏ ra không? Bỏ ra. Lúa, sao em dại thế? Nó kéo lê đi như vậy thì bỏ cái túi đi, cứ cố sống chết với nó làm gì? Đúng rồi, bọn trộm cướp manh động lắm, nhỡ nó động chân động tay thì khổ. Em không bỏ, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của chị, em không để nó cướp được. Em... Biên bản đặc biệt. Đây là số pizza phải vào trong sáng nay. Anh mang đi đi. À, vâng. Tôi đi ngay đây ạ. Còn 2 hộp nữa là xong rồi. Hôm nay giao nhiều quá. Trời ạ, sao lại tắt đường thế này? Không biết bao giờ mới hết tắt đường. Thế này thì muộn mất. Alo, bao giờ thì anh giao visa cho chúng tôi thế? Muộn lắm rồi. Dạ chờ một chút ạ. Tôi đến ngay đây. Bây giờ là mấy giờ rồi mà giờ anh mới mang tới chứ? Định để chúng tôi chết đói à? Tôi xin lỗi, cô thông cảm cho. Hôm nay đường tắc quá. Lần sau tôi sẽ cố gắng đi sớm hơn. Còn lần sau thì bọn tôi không mua nữa đâu. Dạ, cảm ơn cô. Cuối cùng cũng xong. Hôm nay đúng là một ngày vất vả. Chào anh, chiếc xe này là của anh à? Vâng, xe này là của tôi ạ. Xe của anh đã vi phạm việc đổ xe trên vỉa hè ở khu vực cấm. Yêu cầu anh dắt xe lên vỉa hè và xuất trình giấy tờ. Sao cơ? Vi phạm ạ? Nhưng tôi không mang theo giấy tờ. Mời anh dắt xe lên vỉa hè. Anh dựng xe dưới lòng đường là vi phạm luật giao thông. Anh đổ xe sai quy định, còn không mang theo giấy tờ. Lỗi của anh bị phạt 300.000. Mời anh theo tôi về trụ sở làm giấy nộp phạt. Cái gì cơ? 300.000? Xin anh xem xét tha cho tôi. Giấy tờ xe tôi có thể về nhà lấy. Xe này là xe của tôi. Tôi không ăn cắp của ai cả. Xin anh đừng phạt tôi. Xin lỗi anh, tôi chỉ làm đúng theo luật. Tôi thật sự không cố ý vi phạm. Do tôi vội giao đồ cho khách nên mới không để ý. Xin anh tha cho tôi. 300.000 là số tiền quá lớn, bằng 1/3 tháng lương của tôi rồi. Nếu tôi nộp cho anh thì cha con tôi sẽ chết đói tháng này. Tôi xin anh. Tôi mới vi phạm lần đầu. Xin anh tha cho tôi lần này thôi. Lần sau tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng đây là trách nhiệm của tôi. Tôi không thể thấy người vi phạm mà không phạt được. Mọi công dân phải có nghĩa vụ chấp hành pháp luật. Biên bản cũng đã lập rồi, không thể bỏ qua được. Nhưng thật sự bây giờ tôi cũng không có tiền thì làm sao nộp phạt được? Theo luật, nếu anh không nộp phạt thì anh sẽ bị giữ giấy tờ xe cho đến khi nộp. Nhưng anh lại không mang theo giấy tờ nên chúng tôi buộc lòng phải giữ xe của anh. Giữ xe tôi? Vậy tôi lấy gì đi làm đây? Xin anh đừng giữ xe của tôi mà. Tôi sẽ về nhà lấy giấy tờ đến đây. Còn số tiền nộp phạt quá lớn, làm sao tôi có thể nộp được? Tôi xin anh, anh hãy bỏ qua lần này cho tôi đi mà. Xin lỗi, tôi không thể bỏ qua cho anh được. Đây là biên bản, anh hãy cầm nó về trụ sở nộp phạt. Đồng nghiệp của tôi sẽ theo sát anh. Anh gì ơi, sao lại... Anh còn không mau đi nộp phạt đi. Hay muốn giữ xe hả? Đồng nghiệp của tôi đang chờ anh đấy. Nhưng mà... Lần sau phải chú ý hơn đấy. Số còn lại tôi tặng cho hai cha con anh. Cảm ơn anh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.